Sophia Lucky. Hôm nay Uncle Đề với lại Sophia là mua được hai con chó nè. Đó. Hôm nay Huy sẽ kể về câu chuyện hành trình để mua được hai chú cún cưng này mọi người ạ. Sophia là con gái của chị Bích Tuyền và anh Trà Ra, và thuyết phục mãi thì ba mẹ mới đồng ý cho bé để nuôi một chú cún cưng. Và để cho chú cún cưng của Sophia không đỡ buồn thì Uncle Huy cũng mua thêm một con để có thời gian xuống để chơi chung, tại Huy cũng thường hay xuống nhà anh chị chơi. Sophia thuyết phục mãi thì ba mẹ mới đồng ý, và hôm nay Huy và chị Bích Tuyền chạy một đoạn đường cũng khá dài, khoảng hơn 40 phút hơn, cho nên mới gặp được hai chú cún này. Và mới gặp là đã đồng ý mua rồi, tại vì nó quá cưng lên mọi người ơi. Mọi người nhìn mặt hai bé là thấy là quá cưng rồi, cho nên là đồng ý mua luôn. Huy mua hai chú cún này cũng là 1.200 đô một con, và Sophia một con và Huy một con. Trong thời gian mà đi nhận hai chú cún này thì có ghé vào một chỗ để tắm và cắt tỉa cho bé, và vào đây thì có thấy sát bên có cái bệnh viện luôn, cho nên là lấy hẹn với bác sĩ. Trong thời gian lấy hẹn thì đi qua tắm cho hai bé, mỗi bé được tắm sạch sẽ rồi thì hai bé tên là Rosa và Bella, cho nên là mỗi bé được bác sĩ được cân nè, rồi đo nhiệt độ nè, mọi đầy đủ rồi thì mới chích thuốc. Sau đó là bác sĩ có căn dặn là không nên cho bé đi ra ngoài nhiều trong thời gian này, bởi vì bé còn nhỏ. Mỗi bé thì khoảng 2 pound hơn, thì nó khoảng 1kg đó mọi người. Khoảng chừng đó Huy cũng không rành lắm, nhưng mà rất là nhỏ, cho nên là người chủ bán cho hai con chó thì nói là hai con chó này có thể nặng nhất là từ 4 đến 6 pound. Cho nên là nhìn hai chú bé nó còn nhỏ nên nó rất là cưng. Và trong thời gian người chị đi khám bác sĩ thì người em sẽ được tắm và ngược lại, cho nên mình hoán đổi với nhau. Cho nên là hai bé rất là sạch sẽ, được bác sĩ chăm đo rất là chu đáo luôn. Cho nên là hai chị em rất là khỏe. Được biết là chăm sóc một chú bé cưng ở bên Mỹ cũng rất là tốn kém đó mọi người, nhưng mà mình cũng sẽ ráng cố gắng đi chăm sóc cho em, cho nó em nó khỏe. Bé này là hai bé được mỗi bé đã được 3 tháng rồi đó mọi người, và em sinh vào ngày 22 tây tháng 3, và bây giờ đến tháng 6 là được 3 tháng rồi. Tắm rửa sạch sẽ xong á thì được đeo nơ nè, được chụp hình chung nè, và hai bé rất là happy, và Sophia cũng rất là thích luôn, thương hai bé vô cùng luôn. Rồi chở quay về nhà, đến gần nhà thì phải đi mua đồ ăn, mua nệm nè, mua thức ăn nè, và mua tã nữa, và nhiều thứ lắm. Cho nên là bây giờ mình cũng phải tốn một mớ tiền rồi đó, nhưng mà nhìn hai bé cưng là hết thấy mình cảm thấy vui rồi. Và nhân tiện đây thì trước khi vào nhà thì Sophia phải có một lời hứa, cho nên là mọi người hãy cùng xem cái video này nha, xem hết đi để thấy bé dễ thương như thế nào. Sophia rất là đáng yêu luôn đó. Bây giờ là lúc hồi hộp, Sophia phải qua chứng kiến. Thấy khuôn mặt của Sophia đáng yêu không mọi người? Và thế là ba Daddy cũng đã đồng ý cho Sophia mang em vào bên trong nhà và take care, với những lời hứa của Sophia là sẽ take care nè, chăm sóc em nè, tắm nè, và cho em ngủ nè, cho em ăn nè, và lau nước đái nè, và hút phân nè. Và bây giờ hai bé được vào bên nhà rồi, chúc Rosa và Bella hạnh phúc rồi. Và không quên cảm ơn chị Bích Tuyền rất là nhiều đã take care cho tụi em. Bye bye, cảm ơn mọi người nha, bye.